Đây là quyền công dân của cháu. Bà bác làm gì đấy? Tôi không có. Bác làm cái gì? Tôi không có. Bác làm cái gì nào? Tôi không có. Bác làm gì phạm nhà tôi? Định làm gì tôi nào? Tôi không làm gì. Đi chuyển xe ra khỏi khu vực nhà tôi. Ok. Ngay và luôn.